Xin chào, trên tay mình đang là Galaxy A5 và DJI 820S, hai chiếc điện thoại đang tấn công vào phân khúc tầm trung cao cấp. Hôm nay mình sẽ tiến hành so sánh camera của hai chiếc máy này. Ngoài ra chúng ta có thêm một trọng tài nữa, đấy là một chiếc Sony CyberShot VKX300. Trước khi đến với phần chính so sánh, hãy dành một ít phút dành cho phần quảng cáo. Các bạn đang theo dõi chuyên mục đánh giá so sánh máy ảnh của các dòng điện thoại mới nhất trên thị trường. Để giúp các bạn quan tâm đến khả năng chụp ảnh, quay phim trên smartphone, có thể chọn mua được một chiếc điện thoại phù hợp. Đến với chuyên mục Camera trên S Channel, các bạn sẽ không chỉ được xem các bài đánh giá đơn thuần mà chuyên mục đưa các bạn đến với nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng hay những tụ điểm vui chơi giải trí của giới trẻ Hà Nội, Sài Gòn hay Hạ Long. Và hãy để lại comment ở dưới mỗi video về thiết bị các bạn cần được đánh giá so sánh. Chúc các bạn có được những phút giây vui vẻ và những thông tin bổ ích khi xem video. Trở lại với video của chúng ta, đây là hai thiết bị có phần cứng camera cực kỳ đồng đều, điểm qua như là camera 13 megapixel tỷ lệ 4:3, hỗ trợ flash. Camera trước của DJI 820S có phần cứng nổi trội hơn với camera 8 megapixel so với 5 megapixel của Galaxy A5. Tuy vậy, máy ảnh trước số chấm không quan trọng, càng nét càng xấu ấy mà. Về giao diện và khả năng hoạt động, như đã nói ở phần đánh giá, camera Galaxy A5 có một giao diện hiện đại, đa tính năng, dễ dùng. Còn HTC DJI 820S do sử dụng vi xử lý MediaTek nên không có phần mềm camera cải tiến như OneM8 hay là DJI. Cái này mình không rõ là do chip MediaTek phải giới hạn như vậy hay là do HTC lười, khi mà các máy DJI nào dùng chip MTK thì đều sử dụng cái giao diện cũ này. Mặc dù chip MTK trên 820S là loại mới nhất và gần như là mạnh nhất, giao diện này nhìn khá dại và không đáng tin cậy. Tuy nhiên, phần mềm thì khá trực quan và dễ dùng với các tùy chọn bật tắt nhanh các chức năng như là flash, camera trước, HDR. Khả năng hoạt động của hai máy khác biệt khá rõ rệt khi mà sức mạnh của Galaxy A5 chỉ bằng một nửa so với DJI 820S, nên phản ánh rõ tốc độ lấy nét, chụp lưu hình, tức là DJI 820S chụp 2 tấm thì Galaxy A5 mới chụp được 1 tấm. Trên màn hình của bạn đang là hình chụp bởi hai máy và từ thiết bị mẫu là Sony CyberShot VKX300. Như vậy chúng ta có thể thấy ngay từ bức ảnh đầu tiên, thấy rõ chất ảnh của cả ba thiết bị. Galaxy A5 thì hơi ám vàng, 820S thì màu trung thực hơn. Tuy nhiên cả hai đều chưa tái hiện tốt màu của bầu trời xanh. Tuy không xanh bằng ảnh từ máy ảnh nhưng cả hai đều trông hơi nhạt. Bức ảnh tiếp theo kiểm tra độ chi tiết. Rõ ràng chi tiết của Galaxy A5 tốt nhất. Tuy nhiên do Samsung đã can thiệp phần mềm làm cho màu rực lên một tông nên là màu đỏ bị mất chi tiết. Các màu còn lại thì chi tiết đều tốt. Tiếp đến là VKX300 rồi mới đến 820S. Bức ảnh thứ ba là bài thi chụp macro, tự động nhận chủ thể và lấy nét. 820S ghi điểm khi lấy nét chuẩn, đo sáng, cân bằng trắng, cân bằng màu, tạo khối cực kỳ tốt. Tiếp theo là Galaxy A5, thua do ánh sáng bị cháy một chút ở phần cánh hoa và lấy nét hơi lệch sang phần lá. Ảnh ngược sáng, Galaxy A5 sắc nét, nước ảnh trong. DJI 820S hơi đục một chút nhưng đo sáng cũng tốt. Máy ảnh Sony ở chế độ tự động có chế độ cải thiện màu kiểu như là HDR nên không đạt yêu cầu ảnh ngược sáng. Chuyển sang bức ảnh ngược sáng khác, bức ảnh này đòi hỏi khó hơn do vừa phải đo sáng, đo màu chuẩn lại phải giữ chủ thể. Thì kết quả một lần nữa không đổi, Galaxy A5 giành phần thắng. Sau ảnh ngược sáng như thường lệ là ảnh HDR, HDR trên 820S cho kết quả tốt hơn Galaxy A5. Nhưng do cơ chế hoạt động chụp hai ảnh chồng lên nhau nên dễ lỗi nếu người dùng cầm không chóc tay như thế này. Máy ảnh và Galaxy A5 cho màu sắc giống nhau và trung thực hơn. Tuy nhiên thuật toán tối ưu lại màu của DJI 820S là cần thiết. Chuyển qua ảnh ban đêm, 820S lộ rõ yếu điểm là bệt chi tiết khá mạnh, vẫn giữ ưu điểm là màu tươi và đo sáng tốt của mình. Tiếp theo là bức ảnh kiểm tra bầu trời đêm. DJI 820S tối ưu màu đen tốt nhất, A5 cũng tốt như mình đã nói ở phần đánh giá, tuy nhiên thì 820S thật sự đã ấn tượng hơn.
Ảnh selfie Galaxy A5 dù có độ phân giải thấp hơn nhưng ảnh nhìn bằng mắt thường thì cũng thấy là đẹp hơn, tự nhiên hơn do cách để chế độ làm đẹp ở mức nhẹ. Design 820S thật sự đã làm khóa lên, da của người quá mịn và quá bóng. Camera 8 megapixel của 820S chưa thực sự phát huy được thế mạnh của mình. Đúng là càng nét càng xấu mà. Cuối cùng là VO. VO thì 820S cho độ tương phản cũng như là chống rung tốt hơn Galaxy A5. Tuy nhiên về ban đêm thì 820S cho chất lượng VO khá nhiễu, có thể là do tín hiệu thu hình của 820S bị thấp, cũng như chất lượng chuẩn mà HTC chọn là định dạng 3GP chứ không phải là MP4 như thông thường. Galaxy A5 thì bị bê chi tiết và độ sáng cũng không trung thực lắm, tuy nhiên không đòi hỏi nhiều về khả năng quay video, nhất là về ban đêm của cả hai thiết bị này. Các bạn vừa xem xong video so sánh chi tiết camera của DJI 820S và Galaxy A5. Hy vọng các bạn có cái nhìn rõ ràng tương quan nhất về camera của hai máy. Các bạn có thể xem bài so sánh hiệu năng của hai máy tại đây. Còn bây giờ, xin chào.